Có chuyện gì ngày mai nói chuyện em ơi, ngày mai nói chuyện em ơi. Ông mày làm gì nữa đêm nữa hôm giật mình vậy, la làng vậy? Chắc chắn ban ngày làm chuyện mờ ám là không. Mặt nạ bùn nha. Sao đầu tóc anh thấy ghê vậy? Không có gì hết, anh bình thường, anh bình thường. Ê, ai nhập anh hả? Không, anh đâu có bị ai nhập đâu. Ủa, anh có sao không vậy? Sao anh làm em lo quá vậy? Anh bình thường mà, không sao đâu, em đừng quan tâm tới anh. Không sao, mở mắt ra đi. Không, anh sợ bị ám ảnh. Trời ơi, anh thiệt tình luôn á, mấy nay anh bị cái gì á? Ăn uống thì không ăn, ăn chút xíu là ói ra à? Coi sao không vậy? Đừng ép anh mà, đừng ép anh mở mắt ra mà. Đi bệnh viện nha. Không, anh không đi đâu hết, anh ở nhà. Chứ anh bị cái gì? Anh không bị gì hết, đừng ép anh mở mắt ra mà. Chứ sao mở mắt ra? Không được. Sao vậy? Anh bị ám ảnh mà. Ám ảnh cái gì? Ám ảnh không nói được mà. Mở mắt ra coi. Trời, anh đẹp quá. Cái gì? Mới nói gì vậy? Sao em đẹp quá vậy? Quỷ sớm rồi. Giỡn với tôi phải không? Không có. Thấy em đẹp anh vui. Vui vui mà nãy giờ làm hết hồn à. Anh hồi hộp quá. Sao? Gì? Thiệt không? Thiệt. Hôm nay sao đẹp dữ vậy? Thiệt hả? Ừ. Trời, nói như nè, em đẹp hơn rồi đó không? Thì đẹp. Trời ơi, vậy là hiệu quả rồi. Gì hiệu quả? Bùng đen. Trời ơi. Hả? Em làm gì? Bùng đen, em đắp bùng đen đó. Đắp bùng đen hả? Hả? Sao quá trời thứ luôn, không chịu đắp. Lựa mấy cái bùng đen thui lui đắp vô mặt gì vậy? Trời, anh không biết gì hết trơn á. Cái chiêu này là bà Tư á, bà chỉ với em đó. Tư nào? Tư chỉ hả? Ừ. Chỉ sao? Bà nói ha, đắp bùng đen hiệu quả lắm. Bà mới đắp con tuần à. Hồi đó ha, trước khi bà đắp á, bà ra chợ ha, người ta gọi bà là bà không ha. Giờ sau một tuần bà đắp xong ha, bà bước ra chợ, biết người ta gọi bà là gì không? Gọi gì? Chị Tư với bé Tư. Người ta kêu quả bằng chị, bằng bé là người ta thuốc bả đó. Thuốc gì mà thuốc, em cũng muốn trẻ hơn bà Tư nữa. Em muốn trẻ hơn bà Tư luôn hả? Ừ. Em nhỏ tuổi hơn bả mà em đồ trẻ hơn bả luôn hả? Ờ ha,
quên. Nói chung là em muốn trẻ đẹp. Sắp tới ha, em đắp nè, chị Hiền Thuật đắp nè, chị Tiên Sa đắp nè, bác Tứ cũng đắp luôn, cả xóm mình đều đắp bụng đen.